Quang Liêm gây thất vọng trên đất Trung Quốc. Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đang thi đấu không thành công tại nội dung cờ chớp Đại hội Thể thao Trí tuệ Thế giới đang diễn ra ở Trung Quốc. Trong 12 ván vừa thi đấu, Lê Quang Liêm đã gặp 6 đối thủ. Anh chỉ có được 2 ván thắng, hòa 4 và thua đến 6 ván.